Hôm nay đi chơi thì xin giới thiệu một cái ẩm thực khác mà người Mỹ tức là người Mexican họ thường làm ở đây, mà có một số đại gia lúc trước cũng đã từng làm, ok bây giờ trở thành đại gia rồi, nhưng mà lúc trước có làm cái này, tức là người ta bán dọc đường. Thì đây là người ta nuôi tùng, hoặc là hạt tùng cũng có, mấy ngày trời cũng có, tức là người ta làm sẵn đó. Ai muốn mua thì dễ mình mua, là người ta bán đủ thứ đồ hết. Cái này là bán nướng xào chiên gì đó, thịt, cái này bán thịt. Bình thường á, người ta đậu trong cái góc nào đó của một cái chợ. Thì đây là chợ phía ta. Thì người Mỹ họ xin họ một góc nữa đó họ bán. Dĩ nhiên họ trả tiền. Và họ có xin giấy phép của thành phố rồi. Họ mới được bán như thế này. Tức là 5-7 người đó. Ướp. Đó là hình thức bán còn có một nửa nơi khác á, người ta cũng có bán như thế này, nhưng rải rác khắp thành phố luôn, tức là họ đậu một chỗ đó, cái là làm taco hoặc là cái loại bánh nào đó là cái người ta bán. Ai muốn mua rẻ thì 1-2 đồng. Bây giờ không biết giá có là như không. Lúc đó tôi mua ăn cỡ khoảng 1-2 đồng. Nhưng mà cũng không thích lắm cho nên không ăn tiếp. Nhưng có người bạn của tôi là rất thích ăn cái món này. Anh đó tên là... Bây giờ nói cái tên hơi biến một chút. Tức là anh đó tên Gió. Anh rất thích ăn mấy món này nhưng mà tôi là không thích. Cho nên là không ăn. Vấn đề là như vậy, nhưng vấn đề nữa là cái xe, mấy cái xe đó là cái xe khác, cái xe này. Xe này á là chứng tỏ cái người mà bán này á mới vô nghề thôi. Cái xe của họ là giống như xe bán đồ ăn như vậy, mới là mới đúng nghề. Họ này xe là mua đại của xe, chắc xe van ấy là họ tự động họ làm như thế này, tức là mới ra nghề. Mới ra nghề thì nếu mà hên thì đúng chỗ thì người ta sẽ bán buôn được. Và cái này là các bạn đã xem khi mấy cái clip của mấy anh đại gia ở Mỹ này, Texas này thì đã biết rồi, tức là người ta cũng có trải qua những cái bán đi mua thịt về, mua đủ thứ về để là nấu lên rồi đem ra bán. Thế thôi, dựng cái lèo lên mà bán cái gấp. Cái này vốn liếng cũng nhẹ, ắt cũng phải có cái như cái xe van ở đây, chơi xe van sẽ chắc đây, nên là bình thường chơi có cái xe đậu, cái xe cũng như xe bán đồ ăn nhỏ, xe bán đồ ăn bình nước, không giống như cái xe khách lớn như đó. Cái đó là cái hình thức sinh sống làm ăn đó. Như tên là có dịp thì mọi người sẽ nhìn thấy. Ok, tôi giới thiệu một cái kiểu làm ăn như vậy. Rồi, cảm ơn. Clip sau.